Nhiều năm qua, mỗi khi ai có dịp đi trên tỉnh lộ 12 đoạn qua thôn 4 và thôn 7 xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đều cảm thấy thú vị với một quần thể cây kè tại hố kè ven tỉnh lộ. Nơi đây từng là điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên độc đáo của địa phương với hàng trăm cây lớn nhỏ tràn đầy sức sống, nhưng càng về sau số lượng càng bị suy giảm và đến nay chỉ còn lại một ít cây đã già cỗi. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã cố gắng tìm phương án bảo vệ quần thể cây kè còn lại, nhưng hàng chục năm qua vẫn chưa có cây kè non nào mọc lên trong khi số cây kè già đang lụi tàn nhanh chóng. Người dân cho rằng do việc khai phá đất sản xuất, nhất là trồng lúa nước đã làm thay đổi hiện trạng môi trường đất, các loài cây hoang dại không còn tồn tại. Vì thế, mỗi mùa quả chín rụng, hạt kè không còn cơ hội để phát triển như đặc tính vốn có của loài cây này.